lại là cái cây thiếu dưỡng này các bạn. Mình sẽ quay chia sẻ cho các bạn cái mô hình trồng cây thiếu dưỡng của người ta này. Đó, mọi người xem này. Dưỡng quay góc rộng cho các bạn xem nha. Đó. Đây là cây trầu dưỡng này. Nó là họ nhà cây dương sĩ, mà cái lá non của nó, cái độc non của nó vừa mới lên ăn là ăn được rất là ngon nha các bạn. Tại có 4 phân ở dưới gốc nữa. Đây là mấy cái ống nước, mét ống nước để tưới cây rau. Người ta trồng ra tới ngoài xa kia luôn. Đó. Thì đây là phần bò để người ta bón. Bò. Đó. Bây giờ mình kết thúc video. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha.